xem ngày tốt khai trương tháng 12 âm lịch được lộc trời cho buôn may bán đắt đếm tiền mỏi tay chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành tấn tài tấn lộc vạn sự hanh thông à, quý vị thân mến trong cái chuyện làm ăn buôn bán thì cái việc chọn ngày khai trương là cực kỳ quan trọng nếu chọn được những ngày lành tháng tốt thì cái việc làm ăn của quý vị sẽ rất tốt thuận lợi gặp nhiều cái may mắn vì cái thời khắc khai trương được vượng khí hay là hung ngoại ấy, thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái thời điểm mà quý vị tiến hành. Ngược lại, nếu phạm phải những cái giờ đại kỵ thì sẽ khiến cho công việc bế tắc và gặp nhiều cái trắc trở, thậm chí là bị vỡ nợ trắng tay. Vậy nên, để chọn ra những ngày lành tháng tốt trong cái tháng 12 âm lịch để tiến hành cái công việc này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cái chia sẻ của Tử Thông trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm ra ngày tốt để khai trương trong cái tháng 12 âm lịch năm 2023 năm quý mão. À, thì như quý vị đã biết, ấy, cái tháng 12 âm lịch nó khởi từ ngày 11 tháng 1 đến ngày mùng 9 tháng 2 năm 2024. À, đúng ạ. Và tháng 12 âm lịch nó là tháng đủ, là tháng ất xỉu, nó có có 30 ngày. đó Và để tìm ra ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương ấy, thì quý vị sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư để tìm ra cho mình những cái ngày tốt, tốt lành nhất, đúng không? Quý vị có thể liên hệ với số Zalo, số Zalo, số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tự tìm ra cho mình những ngày cát lành nhất và để tìm ra cái ngày tốt khai trương ấy, khai trương mở hàng trong cái dịp cuối năm ấy thì quý vị có thể là gì? Mở cái trang, mở cái trang 183 nhé, 183. Thì ở trang 183 chúng ta sẽ có 35 tiêu chí. 35 tiêu chí để chọn ra một ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương. Để khai trương mở cửa hàng trong cái tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Đó. Và bây giờ chúng ta cùng tìm ra những ngày tốt lành nhất nhé để tiến hành công việc khai trương. À, thưa quý vị, đầu tiên bao giờ cũng vậy, để tìm ra một ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Và những ngày xấu cần tránh cho công việc khai trương thì bao gồm những ngày sau. Đầu tiên là chúng ta cần phải loại bỏ những ngày sát chủ Ngày sát chủ trong cái tháng 12 lịch thì nó là ngày thìn đó. Nó sẽ có hàng 2 ngày là ngày mùng 7 là ngày canh thìn và ngày 19 là ngày nhâm thìn Tiếp đến ngày thứ hai mà chúng ta cần phải bỏ đó là ngày thụ tử Ngày thụ tử thì nó là ngày dậu Đúng không? Ngày dậu thì chúng ta có hai ngày Ngày 12 là ngày đã dậu Và ngày 24 là ngày đinh dậu Tiếp đến ngày thứ ba mà chúng ta cần phải bỏ đó là ngày tam lương Ngày tam lương thì chúng ta sẽ có 6 ngày Mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 Đó, đó là những ngày tam lương mà cần phải tránh thì ngày mùng 3 nó sẽ rơi vào ngày Bính Tý này. Ngày mùng 7 thì nó sẽ rơi vào ngày Canh, uh, Canh thì này. Ngày 13 thì nó là ngày ngày Bính Tuất. Ngày 18, 18 nó là ngày Tân Mão. Ngày 22 nó rơi vào ngày Ất Mùi. Và cuối cùng là ngày 27 là ngày Canh Tý. Đó. Tiếp đến, ngày thứ ba mà chúng ta cũng cần loại bỏ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ thì chúng ta sẽ có 3 ngày mùng 5, 14, 23. Ngày mùng 5 nó sẽ rơi vào ngày ngày Mậu Dần này. Ngày 14 thì lại là ngày ngày Đinh Hợi. Và ngày 23, ngày 23 thì nó sẽ rơi vào rơi vào ngày bính bính thân này tiếp đến một ngày nữa chúng ta cũng cần phải xem xét đó là ngày dương công kỵ dương công kỵ trong cái tháng 12 lịch thì nó sẽ rơi vào những ngày vào ngày 19 đúng không vào ngày 19 19 thì nó chính là ngày ngày nhâm thìn và một ngày nữa mà chúng ta cũng cần phải loại bỏ đó là ngày gì ngày nguyệt phá nguyệt phá trong cái tháng 12 lịch thì tháng xỉu ạ xỉu mùi đều tương xung vậy đây những ngày mùi là những ngày nguyệt phá mà quý vị chỉ nên dùng cái việc là chặt cây đốn củi hoặc là phá nhà cửa phá, nhà cửa phá dỡ nhà cửa phá dỡ tường bao nói chung là làm những cái việc mà À, liên quan đến cái cái khu vực là cái kiểu là phá rỡ đấy thì được làm được. À, tiếp đến ngày thứ 7 chúng ta phải xét đó là ngày trực bình. Ngày trực bình thì là những ngày thiền nhá, thì chúng ta không xét nữa tại vì nó là ngày sát chủ. Chúng ta bỏ rồi. Ngày trực thâu thì nó sẽ là những ngày tuất đúng không? Ngày tuất là ngày trực thâu này. Thì quý vị cũng cần phải xem xét thật kỹ nhá. Nếu mà dùng, muốn dùng nhá. Tiếp theo là đến ngày trực bế, ngày trực bế là những ngày tí đúng không? Ngày tí là ngày trực bế. Một ngày nữa chúng ta cần phải xét đó là ngày gì? Ngày kiếp sát. Ngày kiếp sát thì nó là những ngày dần này, ngày kiếp sát này. Kiếp sát là những ngày dần thì có ngày 17 là canh dần này, 19 và ngày 29 là nhâm dần. Còn ngày mùng 5 là ngày nguyệt kỵ chúng ta bỏ rồi. Đó. Tiếp theo là ngày tai sát, ngày tai sát nó là ngày mão. Đó. Và ngày nguyệt sát thì nó là ngày nguyệt sát, nó là ngày thìn, đó. Thì ba cái ngày tai sát, nguyệt sát, kiếp sát này nó là ba cái ngày ba cái tiểu hung tinh vậy nên là có những cái sao tốt có những sao cát nó chiếu đến thì quý vị vẫn có thể dùng được nhé tiếp theo là chúng ta xem xét đến cái ngày gì đến ngày, ngày nguyệt hình nguyệt hình thì trong cái tháng này tháng sửu ấy thì nguyệt hình nó là những ngày những ngày tuất này ngày tuất có nguyệt hình này có nguyệt hình này thì quý vị cần phải xem xét này tiếp theo là gì à, nguyệt hại thì nó sẽ là ngày ngày ngọ này sử và ngọ hại nhau đúng không ạ thì ngày ngọ là ngày có nguyệt hại này đó tiếp đến là đến Ngày có Nguyệt Yểm Nguyệt Yểm thì nó sẽ là những ngày Hợi đúng không ạ Nguyệt Yểm thì là ngày Hợi Đó Tiếp theo Ngày Thiên Sứ Ngày Thiên Sứ thì nó là ngày Tí Ngày Tí thì có Thiên Sứ này Đó Và Ngày Đại Thời Ngày 17 là Ngày Đại Thời Đại Thời nó sẽ là Ngày Thìn nhé Ngày Thìn thì trùng nguyên sát chủ rồi Chúng ta không xét nữa Tiếp theo là Ngày Đại Hao Ngày Đại Hao thì nó sẽ rơi vào Ngày Đại Hao trong tháng này không có đấy ngày tiểu hao nó rơi vào những ngày thìn đấy thì những ngày thìn là cũng là phạm xấu chúng ta không dùng nhé tiếp theo ngày tứ hao ngày tứ hao thì nó là ngày tân dậu ngày tân dậu trong tháng này không có này ngày thứ 20 là ngày tứ hao này ngày thứ 21 là ngày tứ phế ngày tứ phế nó là ngày giáp tý thì trong tháng này không có ngày giáp tý này tiếp đến là ngày tứ cùng ngày thứ hai là ngày tứ cùng ngày tứ cùng nó là ngày quý hợi thì trong tháng cũng không có à, ngày thứ hai ba chúng ta cần phải bỏ ra ngày ngũ mộ ngũ mộ là ngày mậu thìn thì trong tháng này cũng không có với lại ngày thìn cũng rơi vào ngày sát chủ đúng không ạ và ngày số cuối cùng chúng ta cần lại bỏ đó là ngày cửu không. Ngày cửu không ấy thì nó sẽ rơi vào những ngày những ngày tỵ nhá, những ngày tỵ nhá. Nó có cửu không này. Đó. Vậy nên là quý vị cũng cần phải xem xét thật kỹ nhá. Đó, thưa quý vị, như vậy là gì chúng ta vừa loại bỏ ra những cái hung tinh nó ảnh hưởng xấu đến cái chuyện là gì? Đến cái chuyện là công việc khai trương ấy, công việc khai trương ấy. Vậy nên là gì? Sau khi loại bỏ các hung tinh xong ấy, chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu ngày tốt tuần thư. Đấy, quý vị mở trang 183 nhá, để chúng ta chọn ra những cái cắt tinh tốt lành cho công việc khai trương thì bao gồm có gì có thiên nguyện này dân nhật này trực mãn này trực thành trực khai ngũ phú đại hồng sa thiên đức thiên đức hợp nguyệt đức và nguyệt đức hợp đó là những cái cát tinh để chúng ta chọn ra à, uh, cho một cái ngày tốt khai trương ấy đó thì bây giờ chúng ta cùng xét này thì đầu tiên chúng ta cùng xét sao thiên nguyện đúng không ạ thiên nguyện trong cái tháng 12 âm lịch thì nó sẽ là ngày ngày giáp tý như trong tháng này không có này tiếp theo ngày dân nhật ngày dân nhật là những ngày mão ngày mão là ngày dân nhật đúng không ạ như nó có có hung tinh là tai sát vì vậy chúng ta cũng phải cần phải cần phải xem xét nhá tiếp đến là ngày trực thành ngày trực thành thì nó là ngày gì nó cũng là ngày dậu nhưng mà gì với một ngày tự tử rồi thôi à, tiếp theo ngày trực mãn thì nó là là ngày là ngày mão như vậy ngày mão rất là tốt này vừa có trực mãn lại vừa có dân nhật đúng không ạ nhưng mà chúng ta không thể chọn được ngày này mùng 6 này là ngày kỷ mão này và ngày 30 là ngày quý mão à, tuy nhiên là chúng ta gần như là không ai khai trương vào ngày quý mão cả Tại vì nó là gì? Nó là ngày 30 Tết 30 Tết thì mọi người đã gì? Nói chung là cũng đang quây quần chuẩn bị làm mâm cúng gia tiên Làm nghênh thế tuế trong lễ cúng giao thừa đúng không? Và chuẩn bị đón Tết Vì vậy mà gì? Cái ngày này thì hầu như mọi người không dùng Chỉ có một số người là tranh thủ cái, cái thời gian này Để chúng ta tiến hành cái công việc để buôn bán thêm Như là gì? Bán những cái đồ đêm giao thừa Hoặc là bán đồ để cúng kiếm vân vân Đấy thì chúng ta có thể làm được nhé à, tiếp đến là ngày gì ngày ngũ phú ngày ngũ phú thì nó là ngày thân Ngày thân thì chúng ta có ngày 11 và ngày 23 Ngày 23 thì phạm rồi Như vậy chúng ta còn ngày 11 này Là ngày giáp thân Đó Tiếp theo ngày ngũ phú Và đến ngày thứ 31 là ngày đại hồng sa Ngày đại hồng sa nó sẽ rơi vào ngày thân và ngày tuất Nhưng ngày tuất phạm nguyên hình nhá Thì quý vị cũng cần phải xem xét nhé Đó, Ngày tuất phạm nguyên hình cần phải xem xét và Ngày thân thì chúng ta chọn rồi này Tiếp đến là ngày thiên đức Ngày thiên đức thì nó là những ngày canh Thiên đức và Nguyệt Đức thì nó là những ngày canh nhé Ngày canh thì chúng ta sẽ có những ngày sau này à, Chúng ta có ngày 27 là ngày canh tí 17 là canh dần và ngày Mùng 7 là ngày canh thìn Như vậy là chúng ta vẫn có thể chọn được nhé Vẫn có thể chọn được cái ngày Cái ngày 17 là ngày Canh dần này Đó Và tiếp theo ấy là ngày thiên đức hợp Thiên đức hợp nó là những ngày ất Đó, những ngày ất, ngày ất là chúng ta có ngày mùng 2 là ất hợi này, ngày 12 là ngày ất dậu và ngày 22 là ngày ất mùi thì ngày ngày hợi ấy nói chung ngày hợi trong cái tháng này ấy, thì nó cũng khá là tốt đó nó được gì nó là ngày trực khai này là khai trương tốt này thứ hai là nó lại được cái có cái gì có cái nguyệt đức hợp và thiên đức hợp nó nó, nó đến vì vậy cái ngày mùng hai này chúng ta dùng được nhé mặc dù nó có nguy hiểm nhé nhưng mà nó có tận nhiều rất nhiều cát tinh để nó gì nó chống lại được cái này và nó tốt cho việc khai trương vậy nên ngày mùng hai ất hợi thì quý vị cũng đừng bỏ qua ất hợi đúng không ạ đó 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 là 5 ngày tốt nhé 5 ngày tốt mà chúng ta có thể tiến hành công việc khai trương Trong cái tháng 12 lịch Thì ngoài ra quý vị cũng có thể chọn một số ngày nữa Như ngày xíu này Đến ngày xíu thì chúng ta cũng chọn được nhé Nó có một ngày mùng 4 đi xíu này, 16 kỳ xíu Và ngày 28 là ngày tân xíu Thì quý vị cũng tùy, tùy quý vị nhé Quý vị có thể chọn ra cho mình những ngày khai trương để được cắt lành may mắn nhất Bên cạnh đó nếu mà quý vị muốn khai trương sớm Thì cũng có thể chọn ngày mùng 1 Ngày mùng 1 là ngày giáp, ngày giáp tuất đó, Ngày mùng 1 thì ngày tuất nó cũng rất là tốt Nó là ngày đại hồng sa Vậy nên là gì? Có thể tiến hành được nhé Có thể tiến hành được cái công việc là khai trương Nó cũng được để cắt lợi và may mắn đó à, Thưa quý vị đấy Như vậy là gì? Chúng ta đã vừa sử dụng cái tài liệu ngày tốt tuần thư Để tìm ra những ngày tốt lành nhất Để tiến hành công việc khai trương Khai trương trong cái tháng 12 năm lịch năm 2023 nó quý mão Thì trong cái tháng 12 lịch chúng ta sẽ có những ngày tốt Để chúng ta tiến hành công việc khai trương như sau Đầu tiên là ngày 16 là ngày kỷ mão này Ngày 30 là ngày quý mão này Ngày 11 là ngày giáp thân này ngày 17 là ngày canh dần và ngày mùng 2 là ngày ất hợi. Đó là năm cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương trong tháng 12. Thì ngoài ra quý vị cũng có thể chọn được ba ngày xỉu, như ngày mùng 4 là ngày đinh xỉu này, 16 kỷ xỉu và ngày 28 thân xỉu đúng không ạ? Và cũng có thể chọn được cái ngày mùng 1, mùng 1 tháng 12 ấy, đó là ngày là ngày rất tốt thì cũng được cắt lợi và may mắn. Đó. Bên cạnh đó thì cái ngày mùng 6 kỷ mã thì quý vị chọn rồi đúng không ạ? Nếu có những ngày khác thì quý vị nên cân đo đong đếm nhé Nếu mà có các vị quý vị tìm nhiều cắt tinh và nó bởi bổ, bổ trợ tốt cho mình thì chúng ta cũng thể chọn được để làm ngày khai trương. Đó. Như vậy là chúng ta đã vừa sử dụng cái tài liệu ngày tốt tuần thư đúng không Sử dụng cái trang uh, sử dụng 35 tiêu chí, 35 tiêu chí để chúng ta chọn ra ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương. Đó. Thì ngoài ra quý vị cũng có thể mở cái trang 127. Trang 127 để chúng ta chọn ra những cái giờ lành tháng tốt đúng không ạ? Những cái giờ tốt. Uh, cách chọn giờ tốt để chúng ta tìm ra những khung giờ hợp ý nhất, chuẩn nhất, tốt nhất để gì? tự chúng ta có thể tìm ra được những ngày tốt giờ tốt à, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi và chúng ta sẽ chủ động hơn trong cái việc là tìm ra ngày tốt giờ tốt đó ở trong 127 nhé. Thì quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số zalo số điện thoại 989 9119 để thỉnh nghi quyển sách ngày tốt tuần thư chọn ra cho mình những ngày cắt lợi nhất mà không phải nhờ vào bất kỳ ai không phải phụ thuộc bất kỳ ai cả đó. À, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc khai trương trong cái tháng 12 năm 2023 năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.